xin chào tất cả người. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bộ bài Refaction được sản xuất 2017 và Limited Edition các bạn nhé. Đó, nó đến từ hãng bài Focopo Flanka, đương nhiên rồi. Thì những bộ bài của Focopo thường là thiết kế nó hình học, màu sắc tươi sáng đẹp và đương nhiên là giá nó rất là rẻ nữa. Đó, cho nên các bạn nào có thời gian hãy sưu tập những bộ bài này. Thì đây, mình sẽ cho bạn xem luôn. Cái này có tên nghĩa tiếng Việt đó là khúc xạ các bạn nhé. Đây, và giá thành của nó hiện tại là vào khoảng 200 ngàn trở lên các bạn nhé. Đó, cũng lâu rồi, ra cũng được 3-4 năm rồi. Đây, chúng ta có một lá bài đầu tiên chúng ta được cho thêm một lá bài như này, hai lá bài được cho thêm nhé. Đó, ok, đẹp chưa? Đó, giờ mình sẽ để đây này. Đây, chúng ta đến ngay với cái lá bài đầu tiên, về cái mặt sau này, các bạn thấy đẹp chưa? Có thiết kế hình học này, đó, màu sắc thì tươi sáng này. Đó, những bộ bài này thì thường nó giá rất là rẻ và chất liệu này khá là tốt các bạn nhé. Chất liệu dành cho Kalachi cực kỳ tốt luôn. Đó, và mình rất thích cái hãng bài Focopo này. Đó, fan ra nha, mình sẽ fan thử ra nha. Mình trải thử ra bài ra ngoài xem. Đó, đẹp chưa? Chưa? Ok, đó, chúng ta có cái bài ok, đây là cái lá Joker gọi này. Ui, đẹp chưa? Thiết kế hai góc này có cả hai cái hình này, như kiểu khi mà chúng ta fan bài nó tạo hướng đẹp ấy. Ui, này, sau đây các bạn mình quay khá là gần nhá, thành ra cái camera nó bắt nét khá là kém. Thấy chưa? Đẹp chưa? Rồi đây, lá đầu tiên. Đó, Refaction hai lá ha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đây chúng ta có cái lá Atbic này. Nó thiết kế nó hình học các bạn nhé. Hình tam giác, hình đó, nói chung là mấy cái hình nó thiết nó kiểu nó ghép lại với nhau ấy. Thường thì đa phần Focopo thường là thiết kế hình học và màu sắc thì cực kỳ đẹp. Đó, đẹp chưa? Đây, mình sẽ lướt nhanh các bạn xem nha. Ở đây thì nó không có số đâu, các bạn chỉ nhìn vào cái hình nó biểu thị hiển thị để các bạn đoán thôi. Còn cái chất này thì hình chất bích nhưng mà hình tam giác, nó không có cái chân nữa. Ui, đẹp chưa? Ui, bộ bài này các bạn lên sở hữu nha. Và giá thành nó rẻ lắm, khoảng 150-200 ngàn thôi. Đẹp chưa? Màu xanh xanh hồng hồng này. Thiết kế hình học. Đó, đẹp chưa? Ui, cái này là chất rô à? Đẹp chưa bạn này? Ui, khả năng cao này chất rô nhá. Thôi kệ đi, cái bộ này được thiết kế dành cho Kalachi mà. Đó, cho nên là màu sắc, chất liệu này nó bền bỉ, tốt này, dẻo đàn hồi tốt này. Màu sắc thì tươi sáng này, thiết kế hình học này. Bộ bài này bộ bài tiêu chuẩn dành cho Kalachi nha. Ui, đẹp chưa này? Bộ bài này thì mình mua hai bộ liền các bạn, một bộ sưu tập, một bộ thì bóc ra review trưng bày, và có khả năng là một bộ mình dùng luôn được tại vì nó khá là đẹp. Đây, chữ test này, đẹp chưa? Ui, chữ test này cũng không có chân nha. Nhìn các bạn nhìn hình học là thích nó ghép lại với nhau này. Ui, bộ bài này các bạn lên sở hữu. Đó, hai này. Ui, chất tép này, được chưa? Rồi, dùng đây chất cơ rồi. Đó, chắc chắn là chất cơ rồi. Đây thì nó màu hơi hồng hồng một chút các bạn nhé. Chưa? Ok, mình sẽ lướt nhanh nha. Đây, chất cơ này, đẹp chưa? Rồi, đây là hai lá bài. Đó, và mình sẽ fan lại các bạn xem luôn nha, để cho chúng ta xem lại lần nữa bộ bài này. Và mình trải bài đi, fan nó góc gần quá. Đó, đẹp chưa?
sau nha. Được chưa? Ok. Các bạn, mình khuyên các bạn lên sở hữu bài này. Ok, một bài khá tốt mình cho các chị ha. Đến từ hãng bài Pocopo Blanca. Đây, chúng ta có thêm hai lá này được tặng. Rồi, và sau đây, và trên đây là video review chi tiết của bài Refaction được 6/2017 đến từ hãng bài Pocopo Blanca. Và giá thành hiện tại đã vào khoảng 200.000 đi. Ok. Đó, đây. Ok, cảm ơn rất nhiều. Mình sẽ liên tục ra những video review chi tiết những cái bộ bài dành cho Katichi đẹp như này. Thì mong các bạn hãy like, share và ủng hộ mình. Ok, cảm ơn rất nhiều.